Xin coi đoạn sau chót. Thì cố địa tạng, bố thí nhân duyên, kỳ sự như thị. Ở đây Đức Phật tổng kết, ý tứ chẳng cùng tận. Câu này nói rõ nhân bạn đã làm và quả báo có được sẽ giống như trong kinh đã nói. Trong chú giải có vài câu vô cùng cảm động. Chúng ta xem chú giải hàng thứ nhất, bắt đầu từ phía dưới. Tổng chỉ dương thần nam nữ đẳng, sở tu chi nhân, sở đắc chi quả, cố dân kỳ sự như thị. Kỳ sự như thị là chỉ những nghiệp nhân quả báo nói ở phía trước. Vô nại thế nhân, tính giả thí bất tận lực, bất tính giả toàn bất năng hành. Hai câu này nói rõ sự tướng của chúng sanh. Những người trong xã hội tin tưởng lời Đức Phật đã làm rồi, nhưng không làm hết sức mình, cho nên được phước ấy không giống như quả báo đã nói trong kinh. Tại sao vậy? Vì bạn không dốc hết sức làm. Chúng ta thấy có rất nhiều người tu phước, nhìn thấy họ có nghiệp chướng, họ chẳng thể chuyển đổi nghiệp chướng trở lại, do đó làm cho người khác khởi lòng nghi ngờ. Người đó thường làm việc từ thiện, thường làm chuyện thiện, nghiệp chướng của họ còn chưa thể chuyển đổi trở lại, Phật Bồ Tát chẳng bảo hộ họ. Làm cho xã hội đại chúng mất lòng tin đối với Phật Pháp. Họ làm phước nhưng tại sao không thể chuyển nghiệp? Vì chẳng dốc hết sức lực, chỉ dùng một phần để tu phước. Vậy thì làm sao có thể chuyển nghiệp? Chúng ta thấy rất nhiều người giàu có hiện nay, những người sáng lập các công ty lớn, những người giàu sụ, lúc trước tôi ở Đài Loan có một khoảng thời gian, ông Đồng sự trưởng của công ty mỏ than Thụy Tam, mời tôi giảng kinh tại nhà ông. Ông lấy một phòng lớn làm giảng đường, đại khái có thể đủ chỗ 100 người nghe. Cư sĩ Lý Kiến Hưng rất nổi tiếng ở Đài Loan. Lúc tuổi xế chiều bị chứng lạng trí vì tuổi già, cầu sanh không được, cầu chết cũng không xong, có lẽ phải kéo dài mười mấy năm mới thoát được. Tại sao ông ta không thể chuyển trở lại được?
vì phước báo quá lớn, tài sản quá nhiều. Làm một chuyện nhỏ này đối với ông chỉ là một cọng lông của chính con trâu. Huống chi làm chẳng có tâm cung kính, chân thành. Cho nên chẳng chuyển nghiệp lực nổi. Nếu làm đúng như lời Đức Phật dạy trong kinh, bạn phải tận tâm tận lực bố thí cúng dường, thì nghiệp chướng gì cũng sẽ tiêu mất hết. Bạn nghĩ coi, bạn có thể nào xả hết tài sản của bạn không? Không thể nào xả hết nổi. Càng xả thì càng có nhiều. Người thế gian không tin tưởng. Tôi có tài sản 10 triệu, tôi xả một dạng thì cũng khá lắm rồi. Hôm nay tôi lấy một dạng đồng làm công đức, thì đó chỉ là 1%. Ông ta nghĩ vậy là cũng đáng kiêu ngạo lắm rồi. So với người khác là nhiều lắm. Vậy thì làm sao chuyển nghiệp cho ông ta nổi? Nếu ông ta dùng trọn hết tài sản để làm phước, thì tiền tài sau đó sẽ lập tức đến liền. Bạn sẽ hỏi, lời nói này có gì chứng minh không? Có chứ. Phàm lãi thời đại Xuân Thu chính là một thí dụ rất rõ ràng. Ông này là đại thần của Diệt Dương Câu Tiễn, là một người thông minh tuyệt đỉnh. Ông giúp Diệt Dương Câu Tiễn đánh bại Ngô Dương Phù Sai, phục hưng đất nước. Ông biết rõ tính tình của Câu Tiễn, biết Câu Tiễn là người có thể cùng hoạn nạn chứ không thể cùng giàu sang. Lúc đất nước bị nạn thì có thể hợp tác mật thiết với nhau, lúc không hoạn nạn thì có tâm đố kỵ, không thể nào dung nạp người khác. Phạm Lãi biết rất rõ, cho nên khi đất nước vừa phục hưng, ông liền trốn đi, thay đổi tên họ, đổi tên thành Đào Châu Công, đi làm ăn buôn bán. Ông bắt đầu bằng việc làm ăn nhỏ, chưa được mấy năm liền giàu to. Sau khi giàu có, liền đem hết tài sản đi cứu trợ những người nghèo khổ, dùng hết tiền tài để cứu trợ. Sau đó lại bắt đầu công chuyện làm ăn nhỏ, qua vài năm sau cũng giàu to, giàu 3 lần rồi đem tài sản phân tán 3 lần. Việc này có thể chứng minh lời nói của Đức Phật chẳng có sai. Trong mạng của bạn có bao nhiêu tiền của thì đem đi đâu bỏ cũng chẳng mất. Bỏ đi hết sạch, qua mấy ngày sau nó vẫn trở lại. Tiền của mình chắc chắn là của mình, làm sao mà mất đi đâu được. Trong mạng mình sẵn có thì sẽ không bao giờ mất. Ngày nay chúng ta không tin lời Đức Phật dạy, cho rằng bao nhiêu tài sản của mình bỏ đi thì ngày mai làm sao có cơm ăn, ngày mai lấy gì sinh sống. Nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới năm tới, cả cuộc đời còn nghĩ tới đời con cháu nữa, một đồng xu cũng không chịu bỏ ra. Đây là một sự suy nghĩ sai lầm. Không chịu xả thì phước báo sẽ hưởng hết rất nhanh, sau khi hưởng xong thì không còn nữa. Tới lúc đó mới thật sự khổ. Họ chẳng biết rằng càng xả thì sẽ càng giàu. Những người tin Phật trong thế gian, nói thật ra họ rất kém cỏi.
Tại sao vậy? Họ không hiểu thấu triệt những đạo lý trong Phật Pháp, không thể thâm nhập, không thể khởi lên lòng tin. Nguyên nhân này cũng là vì chúng ta, những người xuất gia làm công việc hoằng pháp, chưa tận hết trách nhiệm, chẳng giảng rõ ràng, không nói rành rẽ. Một người không hiểu rõ ràng mà nghe pháp sư giảng xong liền khởi lòng tin thì rất khó. Chẳng có chứ không phải không có. Đó là những người thiện căn phước đức đời trước đến lúc đó chín mùi. Tuy không hiểu rõ, lão hòa thượng giảng xong tôi bèn tin, tôi tin lời của ngài, tôi chịu thực sự làm theo. Người như vậy rất ít, rất hiếm. Phần đông người ta đều là người tin thì không tận tâm bố thí, người không tin thì hoàn toàn không thể làm. Hai câu này nói rõ tình trạng của chúng sanh trong đời. Chúng ta nêu câu chuyện của Phạm Lãi. Ông là người Trung Quốc, những người đọc sách đều biết. Ở Trung Quốc đại lục, trước kia thờ cúng thần tài. Thần tài là ai? Chính là Phạm Lãi, rất có đạo lý. Hiện nay thờ cúng thần tài, tôi không biết là thờ cúng vị nào. Có lẽ thần tài đã thay đổi thành người khác. Ở Đài Loan, người ta coi Quan Công là thần tài, không có lý chút nào. Quan Công chẳng liên quan gì tới chuyện phát tài. Thờ Quan Công chẳng có lý. Quan Công tiêu biểu cho nghĩa khí, đích thực là nghĩa khí ngút trời. Ngài là một người tri ân báo ân, việc này rất đáng đề tướng. Ngài rất đáng cho người ta tôn kính. Còn nói thờ Quan Công thì sẽ phát tài thì chưa chắc. Vì nhìn từ lịch sử hay đọc sách của ngài, hình như sự phát tài chẳng liên quan gì tới ngài. Nghĩa là nếu chúng ta mời ngài làm bộ trưởng tài chính thì sai rồi. Mời ngài làm bộ trưởng quốc phòng thì được. Mời ngài làm bộ trưởng tài chính thì sai rồi. Ngài chẳng phải là người lo về tài chính. Mời Phạm Lãi làm thần tài thì vô cùng hợp lý. Ngài thực sự biết cách phát tài, có phương pháp. Phương pháp đó chẳng khác gì lời dạy của Phật. Cả hai đều cùng một đạo lý. Chúng ta học Phật phải thấu hiểu lý rõ ràng. Sau khi thấu suốt mới có thể khởi lòng tin, thực sự chịu làm, tự cầu mong phước báo. Do đó, nếu bạn có phước báo viên mãn thì chỉ cần tu học đúng như lý như pháp, tài thí thì tiền tài của bạn sẽ chẳng thiếu thốn, sự hưởng thụ vật chất của bạn cũng sẽ chẳng thiếu. Cho dù trong lúc có tai họa to lớn thì bạn cũng sẽ không bị thiếu thốn. Pháp thí sẽ được thông minh trí huệ. Vô ý thí được khỏe mạnh sống lâu. Điều tốt nhất trong vô ý thí là ăn chay. Ăn chay là vô ý thí, tuyệt đối chẳng làm tổn hại hết thảy chúng sanh hữu tình. Không ăn thịt chúng sanh, dung bồi tâm từ bi, đó là vô ý thí. Tâm địa từ bi
thì các động vật nhỏ nhìn thấy bạn cũng vui vẻ, sẽ không làm hại bạn, sẽ rất gần gũi với bạn. Điều thứ nhì là thường giữ tâm niệm, dốc hết sức lực để giúp đỡ những người đang chịu khổ nạn. Đó đều thuộc về vô úy thí. Họ không có đồ ăn thì chúng ta cho họ thức ăn, họ sẽ chẳng sợ hãi, sẽ chẳng lo lắng. Khi họ không có quần áo mặc thì chúng ta cho họ quần áo, làm cho họ được ấm áp, chẳng sợ bị lạnh. Đó cũng là vô úy thí. Phàm những việc giúp cho chúng sanh được thân tâm yên ổn đều thuộc về vô úy thí. Quả báo là chính mình sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Ngày nay đồng bào ở đại lục đang chịu những sự khổ nạn lớn lao, chúng ta phải dốc hết sức lực đi cứu trợ. Đừng sợ xả, phải biết càng xả thì phước báo càng nhiều. Trong chú giải phần cuối từ dòng thứ năm đếm ngược lại, chúng ta coi câu sau chót: hành đạo chi nhân, bất đảng trì giới thiền tụng, diệt đương bố thí tác phước. Đây là lời Phật dạy trong kinh. Đức Phật dạy cho đệ tử đời sau, khi tu hành làm việc đạo, không phải chỉ trì giới, không phải chỉ tham thiền, đọc tụng đại thừa, đây đều là công khóa thường nhật, mà còn phải bố thí làm phước. Bạn phải biết nên thường bố thí. Nên làm cả ba việc tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tiếp theo sau, chúng ta coi đại ái đạo kinh dân. Kim thế diệt tội, hậu thế đắc thân. Chữ thân ở đây là thân trương. Hữu tài bất thí, thế thế thọ bần. Đây là gì? Bỏng sẻn tiền tài. Bỏng sẻn thì sẽ bị quả báo bần cùng. Bỏng sẻn pháp thì bị quả báo ngu si. Bỏng sẻn vô ý thì bị quả báo bệnh khổ, bị quả báo tai nạn. Những thứ thọ dụng của con người trong thế gian từ đâu đến? Bạn có tin hay không? Có tin lời Phật dạy hay không? Nếu tin, hiện nay tôi nghèo hèn thì hãy mau bố thí. Tại sao vậy? Có bố thí mới thoát khỏi cảnh nghèo túng. Khi nghèo túng thì tôi đâu có gì để bố thí. Bạn hãy nghĩ lại coi có không. Hôm nay tôi ăn cũng ăn không no. Ăn không no thì tôi nhịn một bữa, lấy bữa ăn đó đem bố thí cho người khác. Vậy thì bạn cũng bố thí được. Lẽ nào không thể bố thí? Thật sự có tâm bố thí cúng dường. Như phía trước có nói,
bố thí cúng dường rất ít, như một hạt bụi, một cọng lông, một hạt cát, một giọt, mà có tâm rộng lớn, tâm chân thật thì sẽ được quả báo không thể nghĩ bàn. Đức Phật đã mở ra con đường cho chúng ta đi. Người nghèo túng cũng có thể tu bố thí và được phước báo to lớn. Vậy thì mới công bình. Sau đó nói: cố nhập đạo tức dĩ trí huệ di bổn, trí huệ tức dĩ phước báo di cơ. Hai câu này rất hay, không thể thiên về một bên. Trong kinh Phật có kể hai câu chuyện nói về sự thiên về một bên. Có một người tu hành coi trọng tu trí huệ, một người là chú trọng tu bố thí. Đời sau, khi quả báo của hai người này hiện đến, người chú trọng tu trí huệ, tu thiền định chứng được quả vị A-la-hán. Vậy là rất hay rồi. Tuy chứng quả A-la-hán, nhưng ông ta không có phước báo. Thường thường đi trì bát nhưng chẳng có ai chịu cúng dường. Đúng như câu La-hán trì bình trống không, phải chịu đói, rất khổ. Có ai biết được ông ta chứng A-la-hán? Người ta vừa nhìn thấy ông liền ghét, chẳng có duyên phận, chẳng có ai cúng dường ông ta. Còn người chú trọng tu phước thì khá hơn, nhưng lại đọa vào loài súc sanh, làm một con voi to lớn, đầu thai làm con voi lớn. Con voi này có phước, được vua thích cởi. Khi vua đi đâu đều cởi con voi này. Do đó con voi này được nuôi nấng rất tốt, được rất nhiều người hầu hạ nó, đút cho nó ăn. Khi đi ra ngoài thì đeo anh lạc, châu báu đầy mình. Tu phước không tu huệ, voi lớn đeo anh lạc, phước báo đó rất lớn. Đức Phật dạy chúng ta phước huệ song tu. Cho nên khi thành Phật, Đức Phật được xưng là nhị túc tôn. Túc nghĩa là đầy đủ, viên mãn. Nhị nghĩa là hai, đó là trí huệ viên mãn và phước báo viên mãn. Do đó Phật là người phước huệ. Đức Phật chẳng dạy chúng ta không tu phước. Nếu bạn cho rằng Đức Phật dạy chúng ta không tu phước thì bạn hoàn toàn sai lầm. Nếu vậy thì Đức Phật làm sao được gọi là nhị túc tôn được? Nhưng Đức Phật thường cảnh giác chúng ta, cảnh cáo chúng ta tu phước chứ đừng hưởng phước, sợ chúng ta hưởng phước bị mê mất. Nếu bạn hưởng phước mà không bị mê thì được. Vậy thì Đức Phật cũng tán thành bạn hưởng phước. Do đó đến khi nào mới hưởng phước? Sau khi minh tâm kiến tánh thì có thể hưởng phước. Tại sao vậy? Kiến tánh rồi thì sẽ không mê nữa. Đây là chỗ khác nhau giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Bồ Tát Đại Thừa có thể hưởng phước, Bậc Thánh Tiểu Thừa không thể hưởng phước. Khi hưởng phước thì họ sẽ mê mất. Thế nên đối với người Tiểu Thừa, Đức Phật tán thán khổ hạnh.
Trong số đệ tử của Đức Phật, chúng ta có thể thấy tôn giả Đại Ca Diếp tu khổ hạnh, Đầu Đà hạnh bậc nhất. Tôn giả Ca Diếp xuất thân từ nhà giàu có và trưởng giả, ngài chẳng phải là người nghèo hèn. Sau khi xuất gia tu khổ hạnh, nhận lấy những cái khổ mà người khác không chịu, ngài hoan hỷ vui vẻ làm gương cho người sơ học. Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thiện tài đồng tử tượng trưng cho Đại Thừa, hưởng phước. Khi thiện tài đồng tử được sanh ra, trong nhà ngài, trong sân nhà, các cây cỏ đều biến thành vàng bạc lưu ly bảy báu. Đó là tiêu biểu Đại Thừa. Người tu học Đại Thừa có thể hưởng thọ vì chẳng mê. Cảnh giới của Đại Thừa và Tiểu Thừa khác nhau. Chúng ta có căn cơ gì? Tuy chúng ta tu học Pháp Đại Thừa, nói thật ra ngay cả căn cơ Tiểu Thừa chúng ta cũng không bằng. Chúng ta hoàn toàn là phàm phu. Điểm này chúng ta phải biết. Nếu phàm phu không niệm Phật cầu sinh tịnh độ, thì chẳng có con đường nào khác. Muôn vàn xin đừng tưởng là học Pháp Đại Thừa, cứ cho mình là Bồ Tát, tự hào mình là Bồ Tát, đi đâu cũng kiêu ngạo. Như vậy thì chắc chắn sẽ đọa ác đạo. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Chúng ta đích thực chỉ là phàm phu. Chúng ta đã đọc, đã nghe kinh Đại Thừa, đã tăng trưởng không ít kiến thức. Nếu thực sự nghe hiểu, thực sự giác ngộ, phải nên phát tâm sốt sắng, nỗ lực tu học. Vậy mới đúng. Phần chánh tông của kinh này đến đây là hết. Đoạn kinh văn sau đây thuộc về phần lưu thông. Xin xem kinh văn Khoa Chú Quyển Hạ, trang 31. Địa thần hộ pháp phẩm đệ thập nhất. Từ đây về sau là phần lưu thông của kinh. Phần lưu thông gồm có ba phần. Địa thần hộ pháp lưu thông, kiến văn lợi ích lưu thông, chúc lụy nhân thiên lưu thông. Chúng ta coi kinh Địa Tạng chẳng có dài lắm. Từ xưa tới nay, kinh này có khi in một quyển, có khi in thành hai quyển, ở đây in thành ba quyển. Kinh văn không dài lắm. Nếu xét về tầm dốc thì kinh này có tầm dốc của một đại kinh. Phần đông kinh điển, kinh Đại Thừa cũng chẳng ngoại lệ. Phần lưu thông chỉ có dài hàng mà thôi.
Phân tựa cũng chỉ có vài hàng, chỉ có đại kinh thì phân tựa chánh tông, lưu thông đều khá phong phú. Phân tựa của kinh này chiếm hết một phẩm. Thần thông trên cung trời đao lợi, phần lưu thông dài ba phẩm. Đây là tầm dốc của đại kinh, giống như kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy. Chúng ta coi tầm dốc của kinh liền biết, đó là những kinh luận quan trọng nhất trong Đại Thừa, có thể nói là Đại Thừa trong Đại Thừa, có thể nói là Nhất Thừa trong Nhất Thừa. Đích thực là như vậy. Chữ lưu, trong chữ lưu thông có ý nghĩa của chữ nước. Nước luôn di chuyển, lưu chuyển ba đời, thông đạt mười phương. Đức Phật dạy chúng ta Phật Pháp phải đem lợi ích rộng rãi cho hết thảy chúng sanh. Bất cứ một người nào tứ chúng xuất gia và tại gia, chỉ cần bạn quy y Phật môn, làm đệ tử Phật, thì bạn đều có trách nhiệm và sứ mạng lưu thông Phật Pháp. Do đó Đức Phật trong phần cuối của một bộ kinh đều khuyên chúng ta phải lưu thông bộ kinh ấy. Chấp trì và tiếp nối pháp môn, đây là đại từ đại bi, giúp Như Lai rộng độ chúng hữu tình. Nếu chúng ta không thể làm hết trách nhiệm này, cho dù chính mình tu rất tốt thì cũng có lỗi đối với Như Lai. Pháp thế gian coi trọng việc bất hiếu gồm có ba chuyện: không có người tiếp nối là tội lớn nhất. Dù bản thân bạn rất hiếu dưỡng cho cha mẹ, nhưng bạn không có người nối dõi, chẳng có người tiếp tục hương quả, dòng dõi truyền tới đời bạn thì đứt mất. Đó gọi là đại bất hiếu. Phật Pháp cũng như vậy. Tổ tổ tương truyền, truyền đến đời mình, mình tu cũng khá tốt, học cũng khá giỏi. Nếu không thể truyền Phật Pháp cho người khác, Phật Pháp truyền đến mình thì bị đứt mất. Dù có tu học tốt hơn nữa, bạn cũng không thể thành Phật. Cũng không thể vượt thoát luân hồi. Tại sao vậy? Việc làm của bạn có lỗi đối với Phật Bồ Tát, có lỗi đối với Tổ sư Đại Đức. Làm sao có thể nhẫn tâm truyền đến đời bạn bèn bị đứt mất? Nhất định phải truyền Pháp. Mỗi đời đều có người kế thừa, làm cho Phật Pháp thường trụ thế gian, chẳng đến nỗi bị đứt mất. Đây là ý nghĩa sâu xa của sự lưu thông. Chúng ta phải hiểu như vậy. Trong sự tu học Phật Pháp,
Chúng ta đã đọc trong kinh này, đã đọc phần chánh tông. Công đức gì lớn nhất? Phước báo gì lớn nhất? Lưu thông. Phần trước đã nói với bạn, tu sửa tháp tự cũ, tu bổ kinh sách cũ, đều thuộc về việc lưu thông Phật pháp. Thân hành, thân là gương cho người khác thấy, đó là dùng thân để lưu thông Phật pháp, làm cho người khác thấy, đó là thị hiện. Khẩu tuyên nói là lưu thông. Đừng sợ mệt, bạn hãy coi Đức Phật Thích Ca cả đời thị hiện cho chúng ta coi. Ngài cũng thị hiện già, thị hiện bệnh, nhưng già và bệnh chẳng gián đoạn sự giảng kinh thuyết pháp. Người khác khuyên Ngài ngưng nghỉ, Ngài không ngưng nghỉ, vì muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh. Những sự thị hiện này đều là dạy chúng ta, đừng nghĩ là già bệnh thì có thể nghỉ ngơi, có thể về hưu. Đến lúc lâm chung, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn giảng kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh này được Ngài giảng 3 tháng trước khi lâm chung. Đây là lời dạy sau cùng. Sau khi Ngài từ cõi trời Đao Lợi trở về, giảng kinh Đại Bát Niết Bàn trong 1 ngày 1 đêm rồi viên tịch. Ngài dạy chúng ta đến chết cũng không nghỉ ngơi. Đây là tinh thần gì? Đức Phật làm gương cho chúng ta coi, không phải chỉ nói khơi khơi để khuyên chúng ta mà thôi. Không phải vậy, Ngài làm gương thật sự. Đây là điều chúng ta phải học. Noi gương Đức Phật Thích Ca, phải làm giống y hệt Ngài. Làm việc quan pháp lợi sanh, lưu thông Phật pháp, lưu thông mãi cho đến hơi thở cuối cùng. Đó mới thực sự là đệ tử của nhà Phật, đó mới thực sự là truyền nhân của chư Phật Như Lai. Xin xem kinh văn. Dĩ thời kiên lao địa thần, bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã tùng tích lai, chim thị đảnh lễ, vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát, giai thị đại bất khả tư nghị, thần thông trí huệ, giảng độ chúng sanh. Kiên lao địa thần, là địa thần ở cõi Diêm Phù Đề. Người thế gian, chúng ta thường gọi địa thần là Thổ Địa Công. Sơn thần cũng thuộc loại địa thần này. Thổ địa là tên gọi của địa thần. À,
khu vực cai quản rất nhỏ. Cỡ một làng, một trấn. Thiên Lao Địa Thần là tổng địa thần, cai quản cả Diêm Phù Đề. Dùng cách nói hiện nay của chúng ta, đó là cai quản địa cầu. Địa rất cứng rắn, cho nên xưng Ngài là Kiên Lao Địa Thần. Chú thích trong cuốn chú giải rất tường tận. Trong kinh A Hàm, Đức Phật nói với tỳ kheo có tứ đại thiên thần. Thứ nhất là địa thần, thứ nhì là thủy thần, thứ ba là phong thần, thứ tư là quả thần. Địa, thủy, phong, quả là tứ đại. Địa thần cũng tham dự pháp hội này. Sau khi Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, Ngài đứng ra thỉnh pháp. Trước tiên nói về kinh lịch của Ngài lúc trước. Ngài nói: con từ trước tới nay, đó là những việc Ngài đã thấy từ trước tới nay. Chiêm thị đảnh lễ vô lượng vô số Bồ Tát Ma Ha Tát, chúng ta xem từ câu trên biết thời gian tu hành của vị địa thần này rất lâu dài. Từ chỗ này chúng ta hiểu được Kiên Lao Địa Thần cũng là pháp thân đại sĩ thị hiện. Trong những đời quá khứ, Ngài đã gặp vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ngài đã từng bố thí, Ngài đã từng cúng dường, thân cận số Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy. Ma Ha Tát là địa thượng Bồ Tát, Bồ Tát là địa vị tam hiền. Ngài cũng đã từng gặp bố thí cúng dường vô lượng vô số tam hiền thập thánh Bồ Tát, đều là những vị có thần thông trí huệ chẳng thể nghĩ bàn, rộng độ chúng sanh. Đây là những vị Ngài từng gặp. Xin xem tiếp kinh văn. Thì địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, ư chư Bồ Tát thệ nguyện thâm trọng. Thế Tôn, thị địa tạng Bồ Tát ư Diêm Phụ Đề hữu đại nhân duyên. Đây là lời của Kiên Lao Địa Thần nói. Đây là người Ngài đã gặp. So với những Bồ Tát khác, Địa Tạng Bồ Tát càng đáng cho địa thần kính phục. Tại sao vậy? Lời thệ nguyện của Ngài sâu nặng. Sau đó Ngài có nói rõ: có đại nhân duyên với cõi Diêm Phù Đề. Kiên Lao là địa thần ở cõi Diêm Phù Đề. Ngài biết Địa Tạng Bồ Tát có duyên phần đặc biệt đối với cõi này. Chúng ta phải hiểu lời nói này. Địa Tạng Bồ Tát đối với địa phương nào cũng có duyên phần.
Duyên này tuyệt đối đều là bình đẳng, tuyệt đối không thiên lệch. Tại sao địa thần nói như vậy? Là nói cho chúng ta nghe. Trong phẩm tựa chúng ta đã thấy Địa Tạng Bồ Tát phân thân trăm ngàn ức. Ngài ở mười phương tam thế, hết thảy cõi nước chư Phật. Để độ những chúng sanh khổ nhất. Tâm Bồ Tát đều thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Làm sao có thể thiên lệch được? Lời nói này của Kiên Lao Địa Thần là lời nói tùy thuận cơ duyên. Ngày nay chúng ta sanh tại Diêm Phù Đề, hiện giờ là chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề. Cho nên Địa Thần nói với chúng ta, Bồ Tát có nhân duyên to lớn với chúng ta. Chúng ta cảm thấy thân thiết đối với Ngài. Dụng ý là như vậy. Nói thật ra, bắt đầu học Phật là phải bắt đầu từ kinh Địa Tạng. Phía trước có nói địa là tâm địa, tạng là kho báu. Học Phật trước hết phải khai phá kho tàng trong tự tánh. Hết thảy những lời dạy trong kinh đều dạy chúng ta phương pháp mở kho tàng trong tự tánh. Tự tánh có vô tận trí huệ đức năng, có vô tận phước báu. Làm thế nào mới khai mở được? Trong kinh này Đức Phật nói rõ ràng với chúng ta. Hiện nay điều quan trọng là chúng ta có thể tin sâu không hoài nghi, có thể y giáo tu hành hay không? Nếu có thể tin sâu không hoài nghi, y theo lời dạy mà tu hành, thì bạn sẽ có phước, trí huệ sẽ mở mang, phước báu sẽ hiện tiền. Vấn đề là chúng ta đích thật tin chẳng sâu, hiểu không rốt ráo, cho nên làm theo không dốc sức, không sốt sắng. Chúng ta được phước rất mỏng. Nhân tố đều ở tại chính mình. Phật chẳng sai, pháp cũng chẳng sai. Cổ thánh tiền hiền cũng không có sai. Họ rất từ bi, sợ chúng ta coi xong kinh này không hiểu, nên mới viết chú giải tường tận. Chú giải này chính là bố thí cúng dường. Khi chúng ta có khả năng, tốt lắm, giảng giải bộ kinh này, chính mình cũng có thể viết chú giải. Nếu chính mình không có khả năng, thì phải lấy chú giải của người xưa đem in ra, lưu truyền rộng rãi, cúng dường đại chúng.
Phía trước trong kinh này có nói, người soạn chú giải này là người dẫn đầu. Ngài khởi đầu tu bố thí cúng dường. Ngày nay chúng ta đọc chú giải này, chúng ta hưởng ứng và phát tâm đi in ra để lưu truyền kết duyên. Còn quả báo thì người dẫn đầu làm chuyển luân thánh dương. Chúng ta tùy hỷ thì làm tiểu quốc dương. Quả báo cũng được giải thích rất rõ ràng. Việc tu phước, người có khả năng sức lực thì tự mình làm, còn người không có khả năng sức lực thì khuyên đại chúng cùng nhau làm. Phước không bị lãng phí, mất mát. Còn được phước nhiều hay ít là do sử dụng tâm của bạn. Nếu tâm bạn chân thành thì phước bạn được sẽ chắc thật, chân thật. Tâm lượng bạn lớn thì phước báo bạn cũng sẽ lớn. Cho nên tu bố thí cúng dường chẳng có nói người nào đó ra tiền nhiều thì họ sẽ được phước báo lớn, ra ít tiền thì được phước báo ít. Chẳng lẽ nào như vậy? Nếu người ra tiền nhiều nhưng tâm của họ không chân thành, chẳng tận tâm tận lực, thì họ sẽ được phước báo nhỏ. Còn người ra tiền rất ít, nhưng hiện nay cuốn kinh này chúng ta in ra, hình như là giá 70 đồng Đài Loan, cỡ 3 đồng mấy tiền Tân Gia Ba, chưa tới 4 đồng. Họ chỉ in một cuốn. Đây là người ra sức ít. Nếu tâm lượng của họ lớn, tu phước chẳng vì chính mình, chẳng vì nhà mình, mà vì chúng sanh, vì Phật Pháp, hy vọng thế gian này có thêm một cuốn sách lưu truyền. Phát tâm như vậy thì họ sẽ được quả báo lớn. Tâm này rất thù thắng, rất quý báu. Chúng ta xem tiếp. Như văn thù phổ hiền quán âm di lặc, diệt quá bá thiên thân hình, đồ ư lục đạo, kỳ nguyện thượng hữu tất cánh. Ở đây địa thần so sánh, các ngài văn thù phổ hiền quán âm di lặc cũng quá hiện trăm ngàn thân hình để độ trong lục đạo, nhưng nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn, không bằng địa tạng bồ tát. Nguyện của các bồ tát khác còn có lúc cùng tận, còn nguyện của Địa Tạng Bồ Tát thì chẳng có lúc cùng tận. Địa ngục chẳng không thề chẳng thành Phật. Địa ngục có thể trống không được sao? Cho nên thử hỏi Địa Tạng Bồ Tát có thể làm Phật hay không? Người thông suốt sẽ biết rằng Địa Tạng Bồ Tát đã thành Phật từ lâu rồi. Tại sao vậy? Hết thảy chư Phật Bồ Tát là một người, chẳng phải rất nhiều. Ngài làm sao không thành Phật? Nên hiện thân gì để độ được, bèn hiện thân đó. Nên dùng thân Địa Tạng Bồ Tát để độ, bèn hiện thân Địa Tạng Bồ Tát. Nên hiện thân Quán Âm Bồ Tát để độ, bèn thị hiện Quán Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát Di Lặc vẫn là một người. Đây là thật.
Đây là chân tướng sự thật. Chư Phật Như Lai tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Ở đây chỉ là nhấn mạnh, nói với người sơ học rằng Địa Tạng quan trọng, dung bồi cơ sở từ pháp môn Địa Tạng. Địa Tạng dạy những gì? Hiếu kính cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Hiếu kính chính là tu phước tu huệ. Bạn có thể hiếu kính là phước. Bạn hiểu rõ hiếu kính là huệ. Phước huệ song tu. Kinh này là hiếu kinh trong nhà Phật. Đại thừa Phật Pháp được xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Cho nên hiếu đạo viên mãn tức là Phật đạo viên mãn thành tựu. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm danh tướng vô minh chưa phá trừ, nên hiếu đạo còn chưa viên mãn. Cho nên Đại thừa Phật Pháp được xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo viên mãn. Đây là điều chúng ta phải biết. Kinh dạy chúng ta những gì nên làm, những gì không nên làm, đó đều thuộc về hiếu kính. Người thực sự hiếu kính cha mẹ, tôn kính sư trưởng, nhất định có thể hiểu ý này, biết phải y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành thì cha mẹ vui mừng, đó là tận hiếu. Sư trưởng vui mừng, đó là tôn sư trọng đạo. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta giảng tới đây thôi.